cách tìm ra đam mê bên trong con. Hai từ mà đánh lừa thế giới, đấy là hai từ đam mê. Người ta cứ ngồi nghĩ xem mình đam mê cái gì. Tài năng không tìm kiếm được. Tôi đã dạy rất nhiều trong khai minh. Tài năng của bạn chỉ có thể hiển lộ thôi. Khi nào? Khi bạn làm gì bạn làm 100% thì hiển lộ. Nên là muốn định hướng cho con ấy, phải cho con trải nghiệm. Cho con trải nghiệm, cho con gặp gỡ, cho con tiếp xúc, cho con đưa ra quan điểm, sự lựa chọn của con. Và như thế, định hướng lúc đầu của con có thể không đúng đắn nhưng không sao cả. Rồi nó sẽ thay đổi.